trời ơi, mình đang ngủ mà tự nhiên có cái tiếng điện thoại gì kêu hoài à. Trời, vậy luôn rồi nè. Ok, và hello, xin chào mừng các bạn cùng quay trở lại đến với channel của mình là Karen đây. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một video Minecraft nữa. Và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên đây là cho channel của mình một nút like, share và subscribe. Và các bạn đừng quên lắc vào cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình nha. Và hiện tại đây là chúng ta đang ở trong ngôi nhà của mình. Và buổi sáng sớm này tự nhiên có ai kêu điện thoại á, thiệt tình luôn á. Ủa, cái điện thoại của mình nè, để coi ai gọi vậy, tự nhiên sáng sớm mà ồn ào quá vậy. Alo. À, hôm nay là ngày giỗ của cô đó. Trời ơi, mình có muốn đi thăm cô mà. Hả? Tại vì tụi bạn cho bây giờ đã tập hợp lại rồi. Đi thôi. Cô giáo chủ nhiệm hồi cấp 2 sao? Cô ơi. À, được rồi, bây giờ thì đã đến giờ vô học rồi. Bây giờ cô sẽ điểm danh nha. Ủa, nhưng mà hình như lớp chúng ta hình như hiện tại đang thiếu một đứa đúng không? À, lại là cái thằng nhóc này nữa hả? Ôi, sao suốt ngày cứ đi trễ hoài vậy trời, không hiểu nổi luôn á. Được rồi, em mà tới lớp thì sẽ biết tay với cô nè. Chết rồi, trễ học rồi, trễ học. Trời ơi, chết tôi rồi, cô vô. Vậy. Hình như là có vẻ như là mặt của cô đang rất là tức giận hay sao ấy. Trời ơi, bây giờ mấy bạn vô lớp đủ luôn rồi. Từ, mình phải gọi là dạ. Người nhóc cụ do này, sao em cứ suốt ngày đi học trễ hoài vậy, lần sau hả? Trời ơi, 10 buổi thì hết 8 buổi đi học trễ rồi, học hành như vậy rồi làm sao mà tiến triển, làm sao mà lên lớp được hả? Tại vì nhà của em có công chuyện đó cô, cho nên là em đi trễ. Công chuyện sao? Em còn dám dùng cái lý do đó bây giờ để nói với tôi nữa hả? Biết bao nhiêu công chuyện rồi, từ việc ở nhà bị bệnh rồi bị sốt rồi nhà có chuyện nào này nọ, nói chung là không có lý do gì á. Xuống dưới học rồi sau đó cuối giờ rồi lên phòng giám hiệu cho tôi. Dạ, em biết rồi, trời ơi, thiệt tình luôn á. Đi học trễ, xíu mà cũng bị bắt đứng về phòng giám hiệu nữa. Thôi kệ đi, bây giờ mình phải ghi gọi là bản kiểm điểm rồi sau đó nộp lên cho cô thôi. Cái thằng nhóc này, cô đâu có muốn phạt em đâu. Nhưng mà nếu mà cô không làm vậy, làm sao em nên người được hả? Kayon. Riết bây giờ buồn thiệt chứ. Không ngờ lại có một ngày mình lại bị căn bệnh này. Bây giờ mình chả biết làm gì ý nghĩa hơn cho cuộc sống này nữa, ngoài việc dạy học như thế này. Nhưng mà tụi nhỏ cứ suốt ngày đi học trễ, lại hỗn láo với thầy cô và không nghe lời thầy cô nữa. Mình không biết là mình có thể dạy được đội này không nữa. Không lẽ cuộc đời của mình sẽ phải kết thúc như vậy sao? Cô nói cái gì vậy ta? Tự nhiên cái gì mà những ngày cuối đời, rồi cái gì mà tự nhiên gì mà không biết là tại sao mình lại bị căn bệnh này. Trời ơi, mình không biết là cô có đang nói thiệt hay không nữa, nhưng mà mình hy vọng là cô chỉ đang đọc văn thôi nha. Cô ơi, cô đang đọc văn thôi nha. Trời ơi, không thể tin được luôn á. Cô nói cô đang bị một căn bệnh rất là nặng, là căn bệnh gì vậy ta? Mình không thể hiểu được cái căn bệnh đó, căn bệnh gì mà nó nặng như vậy. Được rồi, mình không nên suy nghĩ nhiều để stress nữa. Phải vô học bài thôi. Bây giờ là giờ dạy học rồi, mình không thể để cái sự buồn bã của mình ảnh hưởng tới các em học sinh được. Như quyết là như vậy, mình sẽ không để ảnh hưởng cho tới các em học sinh. Mình sẽ phải lấy lại tinh thần và sau đó dạy học cho mấy đứa, để cho mấy đứa còn nên người nữa. Đâu phải vì mình mà mấy đứa đó cũng phải chịu ảnh hưởng đâu. Được rồi, mình phải vô về dạy học cho mấy em thôi. Trời ơi, cái gì mà ngày hôm nay lớp của chúng ta ồn quá vậy nè. Trời ơi, mấy đứa trật tự coi. Thiệt tình luôn á, sao mấy đứa ồn quá vậy? Thiệt tình. Mình chỉ muốn dạy một cái lớp học đàng hoàng thôi mà, tại sao các em lại ồn như vậy chứ? Cô biết là các em đang trong cái tuổi gọi là nghịch ngợm, nhưng mà không biết là mình có vui vẻ
khi mà dạy những cái buổi học cuối cùng hay không nữa. Mình nghĩ là bây giờ cô chắc là đang buồn lắm, mà cả lớp còn ồn như vậy nữa. Mấy bạn ơi, có thể nào mà trật tự xíu được không? Cô đang buồn á, trật tự xíu đi. Cái gì? Cô đang buồn hả? Ủa cô ơi, bạn cây do nói cô đang buồn cơ cô. Mắc cười thiệt á. Cô giáo chủ tịch chủ nhiệm của tụi mình lúc nào cũng vui vẻ mà. Trời ơi, buồn cái gì á? Thiệt tình cây do này ngáo ghê á. Có một điều mà các em không bao giờ biết được ở những người cô giáo, đó chính là dù họ có chuyện gì nhưng mà họ vẫn luôn mở nụ cười ra khi mà đứng trên bục giảng. Như vậy mới gọi là giáo viên, như vậy mới gọi là người mẹ thứ hai của các em đó. Các em có biết không hả? Trời ơi, cô ơi, cô nói nhảm gì vậy? Thì tôi luôn á, hôm nay á là cho tụi em nghe quẩy nha cô. Trời, hôm nay là cho tụi em nghỉ một ngày nha. Anh em ơi, quẩy lên, yo, cô cho nghỉ nghỉ ok, cô cho nghỉ tiếp kìa. Trời ơi, quẩy lên. Kèm có thể im lặng được không hả? Tại sao vào những buổi học cuối cùng như thế này mà em mà không ngoan lời một chút nào hả? Tại sao các em vẫn còn con nít như vậy? Cô biết các em thực sự là con nít, nhưng mà các em phải biết rằng là đây có thể sẽ là buổi học cuối cùng của chúng ta. Có lẽ là bây giờ các em đang rất là thắc mắc tại sao cô lại nói như vậy, đúng không? Cô sẽ kể cho các em nghe về một câu chuyện. Nghe thì nó có vẻ như là một câu chuyện cổ tích về câu chuyện cô giáo và những bạn học sinh, nhưng mà đó lại là sự thật các em ạ. Câu chuyện đó là đây là một vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là cô đã mắc một căn bệnh và nó rất là nguy hiểm. Và cô nghĩ là thời gian mà mình sẽ đứng trên bục giảng để có thể giảng bài cho các em về những bài học bổ ích sẽ không còn bao lâu nữa. Cho nên một điều mà cô mong ước là các em sẽ có thể làm được, đó chính là vào những ngày cuối đời này, cô hy vọng các em sẽ ngoan ngoãn hơn và hãy nhớ những gì cô dặn. Hãy cố gắng học thật giỏi, siêng năng, đừng bao giờ trở thành một con người bất tài, đừng bao giờ trở thành một con người xấu của xã hội nhé các em. Thì ra đó chính là câu chuyện mà cô muốn nói với mình sao? Thì ra là như vậy. Cô không biết bây giờ cô ra sao nữa. Thì là lo lắng quá đi mà. Ủa, tự nhiên cô nhắn tin cho mình nè. Cái gì đây? Cái gì? Đừng quậy phá nữa nhé Karen. Hãy trở thành một con người thật là tốt. Hãy trở thành một công dân Việt Nam. Và hãy làm gì đó có ích cho xã hội này. Tạm biệt em Karen. Cô! Nhớ lại thời đó. Trời ơi, người ta nói cái thời nó đẹp gì đâu á. Nhất là có cô giáo chủ nhiệm của mình. Nhưng mà vào đúng cái hôm định mệnh ngày hôm đó, mình lại không thể gặp được cô ấy. Nhưng mà không sao cả. Bây giờ hôm nay cũng chính là ngày giỗ của cô ấy rồi, cho nên là mình sẽ gọi là giữ cái tinh thần thật là thoải mái và sau đó đi tới chỗ đó thôi. Bây giờ mình nghĩ là mình phải lên đó thay đồ thôi. Trời ơi, mưa mất tiêu luôn rồi nè. Trời ơi, tối luôn rồi hả? Tính ra là hồi nãy giờ mình ngồi mình nghĩ có một số chuyện thôi mà bây giờ tối luôn rồi. Thiệt là buồn quá đi mà. Ngày hôm nay em tới đây là để thắp cho cô một điếu nhang đó. Cô à, ngày hôm nay em đã lớn rồi nè. Trời ơi, em biết là bây giờ em vẫn chưa làm được gì, nhưng mà cô cứ yên tâm đi, em đã tìm được một công việc rất là thích hợp rồi, có thể khiến cho em có tương lai hơn.
hơn là cái việc mà ngồi quậy phá trong lớp học đó. Cảm ơn cô vì đã dạy em trong suốt thời gian năm qua. Em sợ là nhớ cô đó. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share, subscribe nha. Yeah, và ngày hôm nay thì mình đã đi thăm cô của mình các bạn ơi. Và mình đã nhớ lại một số thời gọi là thời học sinh của mình. Cho nên là mình cũng hơi buồn một chút xíu. Nhưng mà không sao cả. Thì nói chung là tất cả cũng là quá khứ. Và tất cả nói chung là nó sẽ đều là trong ký ức của mình. Đối với mình thì cô mình vẫn ở trong ký ức của mình. Yeah, và cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu các bạn yêu thích thì đừng quên like, share, subscribe nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Goodbye.